Chào cả nhà nha. Lại tiếp tục lên clip tiếp theo. Hôm nay giờ là vẫn trên chiếc xe Vision thần thánh này. Đây là Vision 4 chỗ. À Vision 4 bánh. Thì hôm nay em có hẹn với anh bạn về cà phê. Anh này có một chiếc xe rất là hay. Chiếc xe này thì nó là một cái thương hiệu mà rất ít người biết, nó thương hiệu Lucken của Đài Loan. Thương hiệu này nó cũng mọi người cứ tưởng tượng nó giống như VinFast của mình ấy. Nhưng mà chỉ có cái là Lucken nó ra từ năm 2010, còn VinFast thì ra mắt năm 2019, 2020, 2019. Đấy, vậy thì là 9 năm sau thì có VinFast, còn 9 năm trước thì có Lucken tại Đài Loan. Nó là một thương hiệu nổi tiếng của đất nước Đài Loan. Đấy, thì chiếc Lucken này nó là chiếc MPV cỡ lùa, nó cùng phân khúc với Carnival. Mà giá thì thời điểm này rất là tốt, thời điểm này nó khoảng 300 triệu, cách đây 10 năm trước thì nó khoảng 1 tỷ 2. Thì anh bạn này cũng hay đi những chiếc xe độc lạ, thì hôm nay sẽ quay cho mọi người xem là một chiếc xe mà có 10 năm sử dụng và một cái thương hiệu mà cũng ít người biết đến của một đất nước nhỏ như Đài Loan thì nó sẽ như thế nào nhé. Đến quán cà phê ở đây. Đây giờ em sẽ đây, xe màu trắng này mọi người kìa. Đấy, sẽ đỗ đây vào gặp anh em bạn một tí rồi là sẽ ra quay cho mọi người xem nhé. Vậy là khu này thì nó đường cũng khá là vắng, khá là thoáng, mặc dù là trung tâm quận 7 đấy. Ở chỗ này đỗ trước cái chỗ người đi bộ, đó ra chiếc xe này lùi lại. À, mọi người đợi chút nhé, em vào chào hỏi anh một tí rồi mượn chìa khóa quay cho anh cả nhà xem. Rồi chào mọi người nhá, mượn được chìa khóa rồi đây. Đây, chiếc xe đây, quay cho cả nhà xem. Con này hay lắm, cửa lùa này, đây là bên lái này. Rồi, nó mở cửa này. Đấy, cả hai bên luôn nhá, em cho luôn bên kia này. Ok. Ôi, quay vào hàng ghế sau cho cả nhà xem. Ôi trời ơi, người ngồi đây. Đây là ghế thương gia thứ nhất này, ghế thứ hai em đang ngồi. Ở đây là không gian hàng ghế trước. Đây mọi người xem. Nào, bây giờ mình cùng nhìn xem sau 10 năm thì một chiếc xe có thương hiệu đây là xe này năm 2010 và đúng cái năm này là năm mà cái hãng xe Lucken này ra đời, thì đây là chiếc đầu đời đầu tiên đấy. Đấy mọi người xem. Mặt táp lô này, vô lăng này, các phím bấm này. Đây mọi người xem luôn này. Đấy. Mọi người thấy chưa? Ổn ra phết đấy đúng không ạ? 10 năm rồi mà chất lượng sản phẩm còn được như này ra này. Ok chưa? Đấy. Bây giờ sẽ cho mọi người xem không không gian hàng ghế thứ hai. Ôi sorry nha, mọi người hôm nay em đang mặc quần lửng. Đấy, mọi người thấy chưa, không gian hàng ghế thứ hai rất là rộng. Đây ở giữa có một cái hành lang để đi ra hàng ghế thứ ba. Và sau đó là có cả một cái cốp đằng sau có thể để được 4 5 cái vali. Đây cái cửa xe này cửa điện nhá. Thì mọi người có thể bấm ở trên kia kìa. Đấy, hoặc là bấm trên chìa khóa và em đóng cửa bên này vào này. Ok. Chung là cửa lùi có rất là hay là nó lịch sự. Mọi người đón khách thì nó VIP. Đây bên này này. Đấy, mọi người đón khách thì rất là VIP vì cảm giác nó được phục vụ ấy. Ok. Mọi người thấy xem. Đóng cửa vào ấy. Thấy cái tiếng ồn của cái xe tải bên cạnh gần như không nghe một tí gì, cách âm. Bây giờ em thử, em không nói gì, mọi người nghe độ cách âm của nó nhé. Rồi, ok chưa? Rồi, đấy, thì đây là một sản phẩm của một cái hãng xe mới tinh luôn, 10 năm trước nó ra đời và đây là chiếc xe đầu tiên. Vậy mà sau 10 năm mọi người nhìn nhé, các chi tiết nhựa này. Vẫn còn ok luôn nhé, không vỡ, không gãy, không gì cả. Tay nắm này, tay này, cái này tay nắm để đi xuống này, màn hình này, các cái nút bấm của cái điều hòa này. Đấy, đấy là mọi người thấy chất liệu sản phẩm. Đây màn hình này, 10 năm trước đã có cái màn hình ở đây rồi. Công nghệ bây giờ mình sẽ lên nhé, em sẽ lên lổ máy xem công nghệ của một chiếc xe 10 năm trước như thế nào. Ok, lên thôi, lên xe trải nghiệm một chiếc xe 15 tuổi. Ok, đóng cửa chắc nịch. Em đóng cửa sau vào đây. Mọi người nhìn nhé. Trên này có hai nút này, đóng cửa bên này và đóng cửa bên này. Xe cũng có cửa sổ trời nhé. Đấy, 15 trước nhưng cửa sổ trời là ok rồi. À, chiếc xe này thì cũng chia sẻ mọi người luôn vì nó là bản full.
full luôn, full kịch luôn, nên là mọi chức năng của nó là rất là ổn trong những năm đấy. Và đến bây giờ thì cũng rất nhiều xe nổ máy nhé, bây giờ cũng rất nhiều xe đời mới bây giờ chưa có. Bây giờ em sẽ điểm danh những cái thứ chưa có nha, mọi người nhìn vô lăng này. Thực ra thì cũng thấy anh bạn anh bảo là chiếc xe này vô lăng thì 10 năm trước nó đã kém rồi. Ok, nó đã kém rồi thì anh ấy thay vô lăng mới rồi. Thì cái này là phụ tùng có sẵn luôn. Đấy là về nói về chi tiết phụ tùng. Cái này là logo tròn xe này, chứ không phải là lỗi máy đâu. Máy êm như này cơ mà, logo tròn xe đấy. Và em cho mọi người một chút. Cái này là thấy bảo là cái cảm biến gì đấy, khí thải hay cái gì đó nó bị. Đấy. Ok. Rồi bây giờ mình xem một số công nghệ của chiếc xe này nhá. Đây là cái màn hình trung tâm của nó này. Đấy, cho người xem. Thì chiếc xe này có một cái hay là ngay từ 15 năm trước nó đã quảng cáo cái sự hiện đại của nó, chính là Cabra 360. Gọi là đây này, Eagle này. Đại bàng đó. Đó, bấm vào đây. Đó, mọi người nhìn chưa? Cabra 360 từ 10 năm trước đây. Thì ra cái chất lượng màu của nó chỉ là màu đơn giản thôi. Thế nhưng mà 10 năm trước nó đã thể hiện cái công nghệ của nó là Cam 360 rồi. Và xi nhan bên nào thì nó sẽ hiện bên đấy, bên xi nhan này. Đó. Đây là cảnh báo, nó cũng tương đương với camera cảnh báo điểm mù. Ok, do cái gương nó đang gập vào, mọi người nhìn thấy em chưa? Đây, em mở gương ra nhé. Mở gương ở đâu? Đây, xe này hay lắm. Đây, mở gương ở đây. Ok. Dưới này có những chức năng gì nhỉ? Dưới này có cái cửa điện này, xăng này, điều chỉnh gương này, Night Vision này. Cái Night Vision này nếu mà anh em mà để ý trên xe Mercedes S của những năm 2010 đến bây giờ đều có chức năng này. Night Vision này bấm cho mọi người xem nhé. Đây bấm đây này. Ok. Đây. Có nghĩa là cái màn hình này nó sẽ là màn hình camera hồng ngoại. Là nó sẽ nhìn xa hơn mắt người bình thường và khi mà ngoài trời tối tối rất là khó nhìn ấy, thì nó lại rất là sáng vì nó mà dùng mắt hồng ngoại. Đấy là Night Vision là cái chức năng như vậy để cho mọi người đi đường trường nhìn nó. Ok tắt nó đi. Đây là cảnh báo lệch làn đường này. Đấy. Cảm biến phía trước này, đèn pha tự động này. Đấy. 10 năm trước nó đã như này rồi. Xem nào. Ok. Điều hòa xe này mát. Ngồi vừa bật lên mà thấy rất là mát. Đây. Người nhé. Người ấy nhá. Hai người ngồi trước cũng có ghế, cũng có tì tay như hai người ngồi sau này. Đấy. Đây, ghế sau đây. Mọi người nhìn xem ghế sau thì nó cũng có hiện tượng lão hóa so với thời gian rồi, nhưng mà cũng chấp nhận được so với 10 năm sử dụng mà cái chất lượng da còn tốt như này. Đây tì tay đây và đây tì tay bên này. Em rất thích đi xe nào mà ngồi tì tay như này. À có một cái điều nữa về chiếc xe này chia sẻ mọi người luôn, mọi người nhìn nhá, ở đây có ô kính ở đây không, đây này và ô kính bên này. Tầm nhìn của chiếc xe này siêu siêu thoáng luôn khi ngồi ghế lái, mọi người nhìn thấy hết tất cả mọi không gian bên ngoài và cái cảm giác đi đường trường thì cực kỳ sướng luôn. Vì cái ô kính của chiếc xe này rất là to. Đấy, ô kính to, ô kính lái, ô kính bên cửa lái to này, ô kính cửa sau cũng to này. Đấy, xe rất là thoáng nhé mọi người nhé. Đấy. Đây, mọi người nhìn vô lăng này, đang đổ máy này. Có rung không? Không hề rung một chiếc xe mà đi 10 năm rồi. Vô lăng đổ máy không hề rung luôn. Xem nào. Có gì chia sẻ cho anh em không nhỉ? Chiếc xe này thì có một cái hay nữa là nó có một cái hệ thống loa hàng hiệu. Hãng này thực ra hồi xưa nó cũng là cái hãng xe, nó thật là 10 năm trước mà ai có 1 tỷ 2 mua chiếc xe này thì là rất là khá giả luôn. Đấy, đây mọi người nhìn xem. Loa JBL, đây là loa hàng hiệu. Chất lượng âm thanh khá ok, phía sau có một cục súp nữa. Đây, trên cam chiếc xe này ở trên trên nhầm trên gương chiếc này có hai cái cam, một cái cam ở đây nhé. Và một cái cam phía dưới nữa. Thực ra mục đích nó để sử dụng là cảnh báo điểm mù và để cam 360 đây này, cam 360 đi nha, bên đang cam 360 nhé. Đây xi nhan này. Đấy mọi người sẽ nhìn thấy tất cả những xe ở tầm quan sát trên cái gương này, xi nhan bên kia này. Đấy. Thì ngoài nhìn gương thì mình có thể nhìn cái này, lái lâu là sẽ thấy là ok. Thôi cái xe này chắc không cần phải vận hành đâu mọi người nhỉ, tại vì vận hành chiếc xe này thì cảm giác thì nó cũng giống như những chiếc xe MPV khác thôi. Nói chung là hôm nay thì cũng chủ yếu là đi ngồi cà phê với anh bạn thôi, quay phim thêm cho mọi người xem để chúng ta cùng cảm nhận về một hãng xe mới 10 năm tại một đất nước nhỏ như là Đài Loan thì chất lượng như thế nào. Ok chưa? Hy vọng là VinFast sau 10 năm tới chất lượng xe nó cũng tốt như thế này.
Ok. Bye bye cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.